Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Hợi, một trong những cái người mà năm nay gọi là năm tuổi và bị trực thái tuế với gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thậm chí có những tuổi và những ngày tháng năm sinh không tốt có thể là ảnh hưởng đến bốn mạng sức khỏe của mình một cách rất là trầm trọng. Tháng này của năm tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là một cái tháng người ta nói là tháng Hợi của năm Hợi, thì sẽ báo hiệu là chắc chắn rằng những người tuổi Hợi sẽ có khá nhiều điều khó khăn. Ngoài cái việc là vào tháng tuổi thì gia đạo tình cảm sẽ đem đến nhiều cái buồn phiền, thì một số tuổi như là tuổi Tân Hợi nè, tuổi Quý Hợi là bị tương khắc bổn mạng, cho nên là bổn mạng cũng có cái nhiều điều nó xảy đến không tốt đẹp. Thì đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người tuổi Hợi về cái vận hạn, cái tử vi của năm của tháng Ất Hợi, tức là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, một trong những cái tháng có thể nói là xấu nhất đối với người tuổi Hợi. Hồi mình đã chia sẻ ở cái mọi người ở trong một cái video mà về tử vi của tháng 9, thì người mà Tân Hợi và người Quý Hợi thì đều là những người không có tốt đẹp về bổn mạng và sức khỏe. Lý do vì sao? Tân Hợi thì kim thì sẽ bị hỏa khắc, cho nên là bổn mạng cực kỳ rất dễ nguy nan. Còn người Quý Hợi là người mệnh thủy, thủy khắc hỏa cũng là tương khắc bổn mạng, cho nên là cũng có chút khó khăn trong cái về mặt sức khỏe. Đặc biệt thì tháng này là tháng người ta nói là tuổi Hợi gặp tháng Hợi thì nó là thuộc nhóm tự hình, và lại là năm trực thái tuế của tháng tuổi năm tuổi, cho nên là chắc chắn gia đạo tình cảm và các mối quan hệ sẽ đem đến nhiều rắc rối cho người tuổi Hợi. Thì đem đến rắc rối như thế nào thì chúng ta sẽ đi chi tiết và tìm hiểu. Đầu tiên hết thì mình sẽ nói đến với người Kỷ Hợi sinh năm 1959 với mệnh Bình Địa Mộc. Người mà mệnh Bình Địa Mộc á, thì tháng này là tháng Ất Hợi, là tháng hỏa. Thì như vậy á, là mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh sức khỏe và bổn mạng là có chút vấn đề. Tuy nhiên là trong cái xét về trụ mạng đó thì phải nói là tháng khắc bổn mạng, sau đó bổn mạng khắc tháng là xấu thứ nhì, xấu thứ ba mới là sinh xuất bổn mạng. Sinh xuất bổn mạng chỉ là bổn mạng bị suy yếu thôi, có thể là không cái xảy đến cái việc mà nguy nan, có thể mà làm cho mình bị hao tổn cái bổn mạng. Có thể nói là bổn mạng của người Kỷ Hợi 2019 sẽ bị sinh xuất, và khi mà bị sinh xuất như vậy thì yếu đi thì phúc tinh và tài tinh, đặc biệt là một cái số phúc tinh như ở trong video đầu năm mình đã có nói á, là giải thần sẽ bị yếu, và giải thần yếu thì sẽ không có cái tác dụng hóa giải bớt cái sự hung hại của thái tuế, mà nên như vậy sẽ đem đến cho rất là nhiều điều không được tốt đẹp ở trong cái tử vi của mình. Với thiên can á, là chữ Ất của Ất Hợi sẽ khắc chữ Kỷ, như vậy thiên can bị tháng tư khắc nhiều rắc rối trong công việc, tài lộc cần cẩn thận tiêu hao, thậm chí là công việc với Ất khắc Kỷ này nó còn lâm vào cái sự bế tắc, không có cái hướng giải quyết nhất định. Cho nên là các anh các chị tuổi Kỷ Hợi nhớ cẩn thận. Địa chi thì cũng giống như đã nói ở phần đầu video là Hợi gặp Hợi thì thuộc nhóm tự hình, lại là năm sinh tháng tuổi, thì chắc chắn rằng gia đạo tình cảm sẽ là một cái mấu chốt đem đến buồn phiền cho các anh các chị. Như vậy thì người Kỷ Hợi bổn mạng thì bị sinh xuất, thiên can thì bị tháng khắc, địa chi thì là tự hình, lại là tháng tuổi năm tuổi, cho nên là báo hiệu nhiều điều khó khăn đối với người Kỷ Hợi sinh năm 1959, đặc biệt là với các chị với sao không tốt. Tiếp theo đó là người Tân Hợi sinh năm 1971 với mệnh Xuyến Thoa Kim. Trải qua cái tháng 10, trải qua tháng 9, thì hôm nay đã là ngày 20 mấy tháng 9 rồi, thì có thể nói rằng là có nhiều điều không có tốt đẹp cho bổn mạng của các anh các chị. Lý do tại sao? Bởi vì là tháng 9 cũng là tháng hỏa, tháng 10 là tháng Ất Hợi cũng là tháng hỏa luôn. Như vậy là với mệnh là hỏa khắc kim, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận, nhiều việc xấu, đề phòng phạm thân. Mình có nói rồi ha,
khi mà tháng khắc bổn mạng của mình thì bổn mạng rất dễ lung lay. À, có thể là có nhiều điều xấu xảy đến làm cho bổn mạng của mình có thể là bị nguy vong. Đó là cái điều mà không tốt đẹp. Mà dù gì nữa thì mất cái gì cũng được, khó khăn bao nhiêu cũng xong, nhưng mà mất cái mạng là không có làm lại được. À, cho nên là các anh các chị Tân Hợi nhớ cần cẩn thận, đặc biệt là nạ mạng. Với cái bổn mạng của mình rất dễ bị lung lay nha. Rồi tiếp đến đó là thiên can. Cái trụ mà thiên can đó thì là tân của Tân Hợi đó, sẽ khắc chữ ất. Như vậy tân khắc ất, thiên can là khắc tháng, công việc sẽ gặp nhiều khó khăn chống phá. Tuy nhiên là mình sẽ đỡ đần hơn, không rơi vào bế tắc như là các anh các chị kỷ hợi. Vì sao nữa là vì mình chữ tân khắc chữ ất, chứ không phải chữ ất khắc chữ kỷ như là kỷ hợi. Thì chắc chắn là nó công việc sẽ đem đến nhiều khó khăn chống phá, chứ không phải là suôn sẻ gì. À, cho nên là cần cẩn thận ha. Mạng là hỏa khắc kim, như vậy là phúc tinh và tài tinh là đặc biệt là coi như chạy về không, không có tác dụng gì cả. Phá tinh bại tinh, đặc biệt là thái tuế sẽ hoàn thành. Rồi đó là thiên can bị khắc tháng nữa, như vậy thì rõ ràng là mình cũng chả tốt đẹp gì hơn các anh các chị tuổi kỷ hợi đâu. Cho nên là nhớ cẩn thận. Nhưng mà các anh các chị kỷ hợi có xấu đi nữa thì bổn mạng cũng không phải là nguy nan. Còn mình là nguy nan thật sự. Địa chi thì cũng giống như người kỷ hợi. Hợi gặp hợi là thuộc nhóm tự hình, năm sinh tháng tuổi, cho nên là chắc chắn sẽ đem đến nhiều buồn phiền. Không phải là hợi gặp hợi ở địa chi, không chỉ riêng là nói về mặt tình cảm gia đạo không đâu, nó còn có các mối quan hệ ở trong cuộc sống xã hội. Mình gặp ra, mình đi ra ngoài, mình làm ăn, hoặc là cái mối quan hệ đó là mối quan hệ lâu năm bạn bè của mình, thì cũng đem đến cho mình buồn phiền, không có vừa lòng. Cho nên là nếu như là các anh các chị thì em tháng này cẩn thận nhiều điều, thậm chí là không đi sai, đúng không? Làm cái gì cũng phải, ồ, tháng này là tháng kỵ của mình, cái gì cũng phải từ từ nhẹ nhàng. Thì như em đã nói là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì đừng mong tránh. Nó chỉ đến sớm, đến muộn, đến nặng, đến nhẹ là do cái phúc mình sống mà tạo được. Cho nên là hy vọng với cái sự hiền lành vốn có của người tuổi hợi sẽ đem đến cho mình cái phúc tinh, đem đến cho mình cái sự may mắn để mà vượt qua cái tháng cực kỳ khó khăn của cái năm kỷ hợi này. Một năm trực thái tuế với tuổi của mình, và còn gây ra ảnh hưởng rất nhiều về bổn mạng ha, với cả năm là mộc. Kim mình khắc mộc, bây giờ vô tháng tuổi lại chơi hỏa khắc kim nữa. Cho nên là nhớ cẩn thận. Tiếp đến đó là những người quý hợi sinh năm 1983 với mệnh đại hải thủy, một trong những cái tuổi mà mình có thể nói là xấu nhất của lục thập hoa giáp, cả nam lẫn nữ ở trong năm nay. Và mình tới giờ phút này mình khẳng định rằng những cái video đầu năm mình nói về tuổi quý hợi là tuổi xấu nhất của năm nay không hề sai chút nào. Với trải qua cái tháng 9 tương đối là nhẹ nhàng hơn những cái tháng như từ tháng 1 tới tháng 8, thì tháng 9 đã qua rồi, sắp qua rồi. Bây giờ tháng 10 là tháng tuổi, một trong những cái tháng sẽ có nhiều cái then chốt. Vượt qua tháng này là người quý hợi sẽ gọi là an toàn. Chín đấm rồi, một nhéo là còn cái nhéo nữa là qua. Hy vọng rằng các em có đủ cái sự kiên nhẫn để mà vượt qua cái tháng này, đón chờ những cái điều tốt đẹp hơn ở trong cái năm 2020. Đặc biệt là từ tháng Tý trở đi là vận nó đã bắt đầu chuyển rồi ha. Như vậy xét về trụ mạng thì với mệnh là thủy, gặp tháng hỏa là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không được tốt đẹp cho lắm, cần cẩn thận. Tuy nhiên như đã nói ha, mình khắc tháng là mình mới xấu nhì thôi, chưa tới xấu nhất giống như hỏa khắc kim đâu. Cho nên là cũng không đỡ đần đi, có thể là không khỏe, không người, không thấy, không vui vẻ, không thoải mái lắm. Tuy nhiên là không ảnh hưởng đến bổn mạng của mình, không có sợ rằng mình sẽ bị nguy nan. Nhưng mà mình đã nói 6 tháng đầu thì quý hợi nữ mạng dễ bị tiêu hao bổn mạng, thì 6 tháng sau của năm kỷ hợi thì nam mạng rất là dễ gặp chuyện xấu. Cho nên là
nhớ cẩn thận nha các em Quý Hợi, Nam An. Thiên can thì chữ Quý, chữ Ất là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của ngũ hành của Quý là Thủy, giáp Ất là Mộc, cho nên có thể nói, đúng không? Đây là một cái nạp âm ngũ hành sinh xuất. Tại mình chữ Quý mà sinh xuất ra và chữ Ất, cho nên là tháng này coi chừng hao tốn tiền bạc. Nhưng mà nó không quá lớn đâu, có thể là một cái khối đầu tư hoặc là cái gì đó. Địa chi Hợi gặp Hợi cũng giống như những cái tuổi Hợi ở trên, thì thuộc nhóm tự hình, lại là năm trực thái tuế. Ha, sao mạng thì không tốt. Ha, nam là hầu, nữ kế đô, thì rõ ràng là phải cần cẩn thận nhiều điều, đặc biệt là với cái sự gia đạo tình cảm của mình. Có thể là anh chị em, chồng con đem đến buồn phiền cho người Quý Hợi, cho nên là người Quý Hợi nhớ cẩn thận nha, trong tháng này đặc biệt là cái phần về gia đạo. Tiếp đến đó là các em trai em gái tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 với mệnh Sơn đầu hỏa. Tháng này, tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 cũng là tháng Ất Hợi. Mình nên nhớ 60 tháng mình sẽ gặp lại một tháng Ất Hợi. Đây là tháng mà mình phải cần cẩn thận nhiều điều. Nhất là phần gia đạo tình cảm sẽ rất là dễ gây đến nhiều điều buồn phiền và khó chịu, đem đến cho mình những cái sự bực bội. Còn lại thì mệnh là hỏa đồng hàng, Ất đồng hàng, thì cái việc năm sinh tháng tuổi nó trùng vô như vậy thì nó sẽ ẩn chứa nhiều điều không có đẹp cho lắm. Người Ất Hợi vốn dĩ là người sống tình cảm nồng nàn, cho nên là hy vọng rằng với sự nồng nàn tình cảm của mình thì cái tháng tuổi này nó không đem đến cho mình những cái điều mà quá buồn phiền ở trong cuộc sống. Nhưng mà nên nhớ là mình nói ha, Ất Hợi 60 tháng mới gặp một lần, cho nên nhớ cẩn thận tháng Ất Hợi. Tiếp đến đó là các cháu nhỏ tuổi Đinh Hợi và các bác tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 và các cháu nhỏ là sinh năm 2007 với mệnh Ốc Thượng Thổ. Như vậy thì đây là một trong những cái tuổi, một là lớn quá, hai là nhỏ quá. Lớn quá thì cũng đang ở trong cái thời gian an hưởng tuổi già, nhỏ quá thì là lo về mặt ăn học, cho nên xét nhiều về phần sức khỏe và bổn mạng, cho nên chỉ xét nhiều về trụ mạng và trụ địa chi. Như vậy với mệnh Thổ gặp tháng Hỏa là tương sinh, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe và nhiều điều tốt đẹp, cho nên là người tuổi Hợi không quá lo lắng, các cháu tuổi Hợi hoặc các bác tuổi Hợi không quá lo lắng về bổn mạng của mình ở trong tháng này, có thể nói là bình thường không gì hết. Địa chi thì Hợi gặp Hợi thuộc nhóm tự hình và trực thái tuế cũng giống như những tuổi Hợi khác, chắc chắn là sẽ không đem đến nhiều điều vui vẻ cho các cháu nhỏ hoặc là các bác lớn tuổi đâu. Nếu như các anh các chị hoặc là các bạn có cha mẹ tuổi này thì cố gắng làm sao hạn chế, đừng đem đến những buồn phiền cho các bác lớn tuổi. Còn các cháu nhỏ thì mình nghĩ tuổi này nhỏ quá, không nặng nề phần tình cảm cao lắm, bị la lối chút xíu ha. Địa chi thì Đinh Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, thì nếu đúng ra thì tuổi này nếu mà nói về thiên can đó, Đinh Ất này thì phần nhiều ảnh hưởng về phần công việc và tài lộc, nhưng mà như đã nói thì các bác này đã ảnh hưởng tuổi già rồi thì tài lộc gì nữa, còn các cháu nhỏ thì đang học cho nên là không cần xét đến. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ với mọi người cái tử vi tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi, một cái tháng Hợi của năm Hợi cho tất cả những người tuổi Hợi. Đầu tiên phải nói rằng là đặc biệt các anh các chị Tân Hợi cẩn thận bổn mạng. Còn lại thì Đinh Hợi thì tốt cho sức khỏe, tuy nhiên Kỷ Hợi và Quý Hợi thì cũng chưa có gì nhiều tích cực. Hy vọng rằng đây là những thông tin bổ ích và hữu hiệu để các anh các chị các bác hoặc là các bạn tuổi Quý Hợi ứng dụng được mà vượt qua cái tháng cuối cùng, tháng xấu nhất của mọi người tuổi Hợi,
về tình cảm và gia đạo ở trong năm Kỷ Hợi này. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ các video này cho nhiều người tuổi Hợi khác được biết mà ứng dụng vào cái tháng này. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc người thân và bạn bè. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.